xe mới thì đèn nó không có đủ sáng để mà đi trong những cái vùng cao, những cái vùng núi đồ, những nơi là tối quá rồi sương mù nữa, cho nên là nay xe phải lột hai đèn này ra để gắn vô, độ thêm hai cái đèn bi đi này để kịp trời sáng để đi sương mù với những cái nơi mà tối thì nó hỗ trợ sáng thêm, nó đủ ánh sáng để mà đi. Thì bằng đêm mấy anh em đi rất là nguy hiểm, nó không đủ mà ánh sáng, cho nên là phải đổ ra nè. Đó, cái đèn cũ mà mình phải khui cái lỗ này đó, cái này như nó khui lỗ này bắt đầu mình nhận cái này vô đó, đổ đèn cái bi này nữa. Thì cái xe 04 với là 03 hay cái xe mới đó, là nó chưa có cái đèn led, đèn led dầm ở dưới đó, ở dưới đó mình có làm cái đèn led dầm á, nhưng mà mẫu đó là led dầm giờ hết rồi, không có bán, không có bán mẫu nữa, cho nên là phải đổ này vô để đi mấy đường sâu xa đó. Thì nãy cái xe 04 gắn rồi, giờ tới xe 03 gắn rồi, giá vô thử không, giá giùm anh ơi. Xe 03 thì cái chiếc 03 với 04 là hai xe mới này, nó đèn in theo xe này nó không có đủ độ sáng để mà đi trong những tối quá, còn là vô mấy vùng sâu vùng xa không, rồi đèo núi buộc phải hỗ trợ thêm đèn thôi, không hỗ trợ anh đèn không có đi đoạn được. Thì bây giờ phải giá đèn vô thử. Xe 03 làm rồi đó, xe 04 làm rồi, giờ tới xe 03 nữa. Mình mới mở đèn, mình cố định cái đèn cho nó ngay tim đàng hoàng, đúng không? Mới bắt cố định, bắt chết luôn. Lúc đó mà mình mới vô keo. Đó. Thì cái đèn zin của nó là cái bóng này nè. Đó, đèn zin nó là cái bóng này. Bóng này nó không có đủ sáng mấy, bóng nhỏ. Còn giờ mình chế là đóng bóng pin. Đó. Bây giờ đương nhiên nó phải sáng rồi. Con này là bóng chim của nó không có đủ sức. Đó là chế độ có tôi chứ chưa có phải là pha. Quá thấp à. Ôi
luôn sợ chỉnh được không? Cái anten cục đèn đâu mà ông đứng không quay, đứng giữa đường tôi cầm bản rồi cầm thêm cái thau nữa giống ăn xin luôn, xin ra ngoài đó chứ rồi. Có rồi ba ơi, rồi để có đi, có rồi đúng không, nhớ nha, có bấm đèn không? Nó có dùng quá không? Đây là cái mức cạnh đèn này. Bật cho bộ bự kia cho bộ. Dầu. Bật để miếng dán nữa đưa cái trống nha, để tao hấp vô. Tao quay cái bún mày kìa, bún mày còn bự hơn nữa. Đây là chỗ chuyên làm đèn xe hơi nha cả nhà. Và tất cả xe của Thương đều làm bên cửa hàng này nghe cả nhà. Đừng dựa ra cho bầu, xe đi dựa ra té. Ủa, cái chợ sao nó lại
Ủa bên đây xong á anh. Vô keo rồi. Giờ còn vô keo nữa nha. Giờ chỉ gá vô canh đèn thôi. Đó. Cũng mang cái cháo rồi. Vô keo dán rồi nha, dán cố định rồi luôn, chống vô nước luôn, rồi ổng vô ổng vô kèn á, vô hộp nghề của ta, nghề nó về phá nữa, nhìn kèn đó không? Học nghề gì chứ bộ? Hả? Tính học nghề gì vậy? Nghề chứ. Học bố bố mở cái tiệm tới bên trên. Phải quý vị nào mà chơi rồi. Đó cắt chế lại anh. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó, quý vị nào muốn độ đèn, lắp đèn số số mấy vậy? 190 trừ bình trọng, chuyên kính thưa các loại độ đèn từ mắt lé trở thành mắt liếc. Muốn đèn mắt liếc thì đèn gì cũng được đó. Đây chi nữa? Đó, làm gì cái xe ô 4 làm nó cho. Xe ô 4 thì Tiền Giang rồi phải không? Chứ đi Đắk Lắk chứ nào. Đó, rồi. Thử là mang tiêm không một. Không một đi Đắk Lắk hả? À? Không hai đi đâu. Không hai đi chỗ mới An Giang. Không 4 đi Tiền Giang. Không 3 đi Sóc Trăng nè. Gắn đèn xong rồi đi vô Sóc Trăng luôn. À. Này giống số cô lao quá. À, này kẹo anh nha. Rồi có kẹo anh nha, vô đèn nó mới sáng. Em quá hay đèn hả? Em mua giùm em quả lắm rồi, quả lắm hả? Có tiền mua sửa cho vợ bố quả quá, con bố ạ. À. Em bố ạ. À. Em bố ạ. À. Nhà kêu vợ cho sửa cho nó được ha. Cái này quả lắm rồi. Chuyên âm thanh luôn nha. Đây. Âm thanh màn hình ánh sáng đầy đủ. Bộ âm thanh gắn đèn. Đó là đèn mắt liếc nè. Đó là đèn mắt lé chuyển thành mắt liếc. Chia gia độ các loại đèn. Đèn mà bị bể đó, dán lại được đó luôn. Đây là lo này nha.